and warmly welcome. Cô xin chào mừng tất cả các em trở lại với chương trình hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh 9. Ok, now our lesson today has four parts. The first, correcting homework. The second, the comparison of adjectives and adverbs. The next, e practice. And the last one is homework. Now, the first, with correcting homework. Ở giờ trước các em đã được ôn tập về câu mong ước ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu mong ước, ở quá khứ, dùng để diễn tả hoặc nuối tiếc một điều gì đó đã xảy ra hoặc một sự việc không có thật ở quá khứ. Câu mong ước ở hiện tại, thể hiện muốn mong ước, một điều gì đó không có thật ở hiện tại. Và câu mong ước ở tương lai, thể hiện một mong ước, một điều gì đó sẽ xảy ra hoặc một điều tốt đẹp sẽ diễn ra trong tương lai. Chúng ta cùng nhìn vào 6 câu trên bảng. Cô và các em sẽ chữa 6 câu bài tập về nhà. The first. I wish I not tell him about it. Ở câu số 1, chúng ta nhận ra khi chúng ta muốn mong ước một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta có thể sử dụng câu mong ước ở thì quá khứ với not tell là dạng phủ định, chúng ta sẽ sử dụng had not told. Số 1. I wish I had not told him about it. Câu số 2. Hoa knows a little English, so she wishes she can speak it fluently. Mệnh đề Hoa knows a little English nằm ở thì hiện tại. Và bởi vì đây là mong ước của của Hoa, cho nên động từ wish chúng ta thêm es vào sau động từ với wishes. Bởi vì bạn ấy mong mong ước là bạn ấy có thể nói tốt tiếng Anh trong tương lai, cho nên khen chúng ta sẽ chuyển xuống thành could và động từ speak chúng ta để nguyên. Hoa knows a little English, so she wishes she. could speak it fluently. Câu số 3. I wish I know how to mend this shirt. Câu số 3, đây là điều ước. Ở hiện tại, cô sử dụng new là quá khứ đơn của know. I wish I knew how to mend this shirt. Câu số 4, chúng ta nhìn cho cô trạng từ chỉ thời gian yesterday ở cuối câu. Đây là điều ước trong quá khứ. Vậy cô giáo sẽ sử dụng câu này như sau. I wish I hadn't tried to repair my bike yesterday. Câu số 5. Với từ someday là diễn tả một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Cô giáo sử dụng điều ước ở tương lai với I wish they come to see us someday. Câu này sẽ thành I wish they would come to see us someday. Câu cuối cùng, ba wish he, study harder for the final exam. Mong ước của ba lúc này là đã có thể học chăm chỉ hơn cho kỳ thi cuối khóa, cho nên đây là câu ước nằm ở thì quá khứ với ba wishes He has studied harder for the final exam. Các em hãy so sánh đáp án của mình và đáp án của cô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học của ngày hôm nay. The Comparisons of Adjectives and Adverbs. Up so sánh của tính từ và trạng từ. Trong chương trình tiếng Anh lớp 9, chúng ta đã biết về các dạng so sánh của tính từ và trạng từ với so sánh ngang bằng. So sánh hơn và so sánh hơn nhất Chúng ta sẽ vào phần thứ nhất với so sánh ngang bằng Trước hết chúng ta cùng ôn tập lại so sánh ngang bằng của tính từ Với tính từ chúng ta đã biết có dạng tính từ ngắn và tính từ dài Ở so sánh ngang bằng tính từ ngắn và tính từ dài Chúng ta không thay đổi khi sử dụng trong câu so sánh Vậy cấu trúc của cô như sau Chủ ngữ 1 cộng B cộng với AS cộng với tính từ cộng với AS và cộng với chủ ngữ hai. Ví dụ như sau. This city is big as one. Trong câu này cô giáo sử dụng tính từ big là tính từ ngắn. Ví dụ thứ hai, cô sử dụng tính từ beautiful là tính từ dài, chúng ta nhìn câu như sau. She is beautiful as her sister. Ở dạng phủ định của so sánh ngang bằng, cô giáo sẽ sử dụng cấu trúc sau chủ ngữ 1 cộng với be, chúng ta thêm not vào sau to be, cộng với as hoặc so, cộng với tính từ, cộng với as và cộng với chủ ngữ 2. Chúng ta nhìn ví dụ của cô. She isn't as beautiful as her sister hoặc She isn't so beautiful as her sister. Vậy với trạng từ thì sao? Như chúng ta đã biết, trạng từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ. Chúng ta quan sát cấu trúc. Chủ ngữ 1 cộng động từ cộng với as cộng với trạng từ cộng với as và cộng với chủ ngữ 2. Ví dụ như sau. Her brother works as slowly as her. Cô giáo sử dụng tân ngữ là her hoặc nếu cô sử dụng chủ ngữ she thì cô giáo sẽ sử dụng trợ động từ sau chủ ngữ Her brother works as slowly as she does. Ví dụ 2, cô sử dụng với trạng từ dài. He drives as carefully as me hoặc I do. Ở dạng phủ định, chúng ta sử dụng trạng từ như thế nào? Chủ ngữ 1, cộng với trợ động từ, chúng ta thêm not và sau trợ động từ. Cộng với động từ, cộng với as hoặc là sâu, cộng với trạng từ, cộng as và cộng với chủ ngữ 2. Ví dụ như sau, he doesn't rise as carefully as me hoặc I do. Hoặc cô giáo cũng có thể sử dụng, he doesn't rise so carefully as me hoặc I do. Ví dụ tiếp theo, we don't work as hard as them hoặc we don't work so hard as them hoặc dây do. Vậy là cô và các em vừa ôn tập lại về so sánh ngang bằng của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Chúng ta hãy áp dụng công thức để làm cho cô bài tập sau đây. Now, give the correct form of the words. The first, I do not speak English well as me. The second, he runs fast as his brother. The next, the last story wasn't interesting as the other. The fault. Long is clever. As ba. And the last one. Today, it is not as cold. It was yesterday. Áp dụng công thức của so sánh ngang bằng của tính từ và trạng từ. Chúng ta nhìn vào từ câu số 1. Well là trạng từ. Cô giáo có đáp án như sau. I do not speak English. So well as mình. Hoặc I do not speak English as well as mình. Ở câu số 1, đây là câu phủ định của so sánh ngang bằng. Câu số 2, he runs as fast as his brother. Câu số 3, tương tự như vậy, với tính từ dài in cheating trong ngoặc, chúng ta sẽ có đáp án như sau. The last story wasn't so in cheating as the other. Hoặc, the last story wasn't as in chi tính the other. Câu số 4. Long y as clever as bà Và câu cuối cùng, đây cũng là một câu phủ định và chúng ta sẽ nhìn, cô đã cho sẵn s, vậy chúng ta có đáp án như sau. Today it is not as cold as it was yesterday. Bây giờ cô và các em sẽ sang phần thứ hai, đó là so sánh hơn của tính từ và trạng từ khi muốn so sánh giữa hai người hoặc hai sự việc chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn và trong so sánh hơn chúng ta sẽ sử dụng tính từ ngắn trạng từ ngắn hoặc tính từ dài vậy thế nào là so sánh hơn của tính từ ngắn và trạng từ ngắn chúng ta sẽ vào phần thứ nhất thứ nhất chúng ta sẽ vào phần tính từ chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là tính từ và trạng từ ngắn là tính từ hay trạng từ có một âm tiết ví dụ như ẩu oh, rich, cheap, big, vân vân Là những tính từ có hai âm tiết nếu như kết thúc với y dài, e, l r, l, e, o, w, và e, t. Ví dụ như busy, clever, simple, narrow và quiet chúng ta sẽ nhìn cấu trúc của so sánh hơn của tính từ và trạng từ ngắn. Với tính từ ngắn, cô giáo có cấu trúc như sau. Chủ ngữ 1 cộng bi cộng tính từ. Chúng ta thêm đuôi e, r hay còn gọi là ơ, ờ, thêm gian và với chủ ngữ thứ hai. Ví dụ như sau. Mary, it told her that her mother Long biên bridge y narrower gian than thăng long bridge với trạng từ ngắn chúng ta có cấu trúc chủ ngữ một cộng động từ cộng với trạng từ cộng với đuôi ở thêm gian và cộng với chủ ngữ 2. ví dụ như sau She works hard gian mì hoặc ai đủ cô giáo có thể để Tân ngữ nếu cô giáo sử dụng chủ ngữ, cô giáo sẽ sử dụng trợ động từ sau chủ ngữ. Vậy, quy tắc thêm đuôi E, R hay còn gọi là ơ sau tính từ ngắn và trạng từ ngắn như thế nào? Chúng ta cùng nhìn các quy tắc sau. Nếu như tính từ hoặc trạng từ tận cùng là E, một chữ E, chúng ta sẽ để nguyên và cộng thêm R. Ví dụ như sau. Lux, larger. Nice, nicer. Nếu tính từ hoặc trạng từ có một âm tiết mà tận cùng là một phụ âm, trước đó là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi sau đó thêm ơ. Ví dụ như sau. Hot, hotter. Big, bigger. Nếu tính từ hoặc trạng từ tận cùng là y dài, ta sẽ đổi y dài thành y ngắn rồi thêm đuôi ơ. Ví dụ như sau. Happy, happier. Còn lại, tất cả các tính từ hoặc trạng từ ngắn, chúng ta đều thêm ơ. Ví dụ, small, smaller, clever, cleverer, narrow, narrower. Ngoài ra, chúng ta còn có các tính từ và trạng từ đặc biệt. Ví dụ, Good. Trạng từ là well. Khi đổi sang so sánh hơn sẽ chuyển thành better. Ví dụ, she speaks better than me hoặc I do. Many hoặc much sẽ chuyển thành more. For example, I have more friends than him. He does Little sẽ chuyển thành less. For example, this film is less interesting than the one I saw yesterday. Với old, chúng ta có thể chuyển thành older hoặc elder. I am older than her, or I am older than she. Với bad và trạng từ badly. Chúng ta sẽ chuyển thành worse. For example, he played the piano worse than his sister. Với pha, chúng ta sẽ chuyển thành một trong hai từ sau. Fathers hoặc further. For example, my house is e farther than his house. Vậy là cô vừa ôn lại cho các em về so sánh hơn của tính từ và trạng từ ngắn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang so sánh hơn của tính từ và trạng từ dài. Long adjective or adverb. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu tính từ và trạng từ dài là những từ có hai hoặc nhiều hơn hai âm tiết như beautiful, boring, intelligent. Cấu trúc như sau. Chủ ngữ 1 cộng bi, cộng mo, cộng tính từ, cộng gian và cộng chủ ngữ hai. Now for example. Mary is more beautiful than her mother is. Với trạng từ, chúng ta sẽ có chủ ngữ một cộng động từ, cộng mo, cộng trạng từ, cộng gian và cộng chủ ngữ 2. Now example. She works more slowly, gian mỉ hoặc gian ai đủ. Chúng ta vừa ôn lại về so sánh hơn của tính từ và trạng từ. Sau đây, chúng ta sẽ áp dụng công thức và làm cho cô bài tập sau. Chúng ta sẽ nhìn vào từ câu 1 đến câu 6 để chúng ta phân biệt đâu là tính từ và trạng từ ngắn, đâu là tính từ và trạng từ dài để chúng ta áp dụng công thức cho phù hợp. The first test A intelligent than rabbits. Chúng ta nhìn vào tính từ intelligent trong ngoặc. Đây là một tính từ dài. Vậy chúng ta sẽ sử dụng more intelligent. Cô có đáp án như sau. Cats are more intelligent than rabbits. Nhìn vào câu số 2, tính từ quiet. Đây là tính từ có hai âm tiết, nhưng tận cùng của tính từ đó là chữ e và chữ tờ. Chúng ta sẽ sử dụng như công thức của so sánh hơn của tính từ ngắn. Vậy câu này chúng ta sẽ có Helen is quieter her sister. Nhìn vào câu thứ ba, tính từ boring là tính từ có hai âm tiết. Vậy chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn của tính từ dài. Vậy câu này cô làm như sau. My geography class is more boring than my math class. Câu số bốn, tính từ beautiful, đây là tính từ dài. Chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn với more. Chúng ta nhìn đáp án. This book is more beautiful than that one. Câu số năm, tính từ bad. Đây là tính từ đặc biệt. Vậy khi đổi sang so sánh hơn của bad, chúng ta sẽ chuyển thành was. Today is even was than yesterday. Câu cuối cùng, đây là tính từ có hai âm tiết, modern. Chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn của tính từ dài. Cô có đáp án như sau. Her new house is more modern than the old one. Vậy là chúng ta vừa mới phân biệt được đâu là tính từ và trạng từ ngắn, đâu là tính từ và trạng từ dài và các tính từ, trạng từ đặc biệt chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là so sánh hơn nhất của tính từ và trạng từ. Cũng như so sánh hơn của tính từ và trạng từ, trong so sánh hơn nhất, chúng ta cũng sẽ đi lần lượt bắt đầu từ tính từ và trạng từ ngắn. Chúng ta có cấu trúc như sau. Với tính từ ngắn, chúng ta sử dụng chủ ngữ, cộng bi, cộng giờ, cộng tính từ và cộng với đuôi e, s, T. Ví dụ, Mary is a tallest student in my class. Với trạng từ thì sao? Chúng ta cũng sử dụng công thức chủ ngữ cộng động từ cộng giờ cộng trạng từ và cộng với đuôi est. Now for example, she works the hardest among them. Quy tắc thêm est vào sau tính từ và trạng từ ngắn. Nếu như tính từ hoặc trạng từ tận cùng là e, chúng ta giữ nguyên và thêm s và t. For example, lax, lags, largest, nice, nicest. Nếu tính từ và trạng từ có một âm tiết tận cùng là một phụ âm mà trước đó là một nguyên âm, thì ta cũng gấp đôi phụ âm cuối đó rồi chúng ta thêm đuôi e, s, t. For example, hot, hottest, big, biggest. Nếu tính từ và trạng từ tận cùng là y dài thì chúng ta cũng sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi chúng ta thêm đuôi est. For example, happy, happiest. Còn lại, chúng ta chỉ việc thêm đuôi est vào sau tính từ hoặc trạng từ. For example, small smallest clever cleverest Với các tính từ và trạng từ đặc biệt như good hoặc well thì khi chuyển sang so sánh hơn nhất sẽ chuyển thành the best For example, he is the best student in my class. Với many hoặc much thì khi chuyển sang so sánh hơn nhất sẽ thành The most. He is the most intelligent in my class. The little. Section thành The least. I have the least free time in my family. Oh. Section 10 The oldest what the eldest. He is the oldest person in my family. với tính từ bad và trạng từ badly thì khi chuyển sang sẽ trở thành the worst. For example, these shoes are the worst of all. Với pha chúng ta sẽ chuyển thành the farthest hoặc the furthest. Let's see who can run the farthest. Chúng ta sẽ chuyển sang so sánh hơn nhất của tính từ và trạng từ dài. Với tính từ dài, chúng ta áp dụng công thức sau đây. Chủ ngữ cộng bi cộng the most cộng tính từ. Chúng ta cùng quan sát ví dụ. Mary is the most beautiful girl in my class. Với trạng từ dài, chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng động từ cộng the most và cộng với trạng từ. For example, she works the most slowly among them. Cô lưu ý với các em, với những trạng từ có hai âm tiết, nếu tận cùng là y dài, chúng ta cũng vẫn để nguyên và chúng ta coi nó là trạng từ dài. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cô bài tập sau đây. Choose the best answer. Các em nhìn vào từ câu 1 đến câu 6. Trong ngoặc đơn, cô cho các từ gợi ý. Chúng ta sẽ lựa chọn câu trả lời đúng nhất. The first, that was, the funniest, hoặc là most funny thing to do. Chúng ta cùng nhìn vào câu số 1. Trong ngoặc đơn là từ funny. Funny là tính từ có hai âm tiết nhưng tận cùng là y dài. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng công thức của so sánh hơn của tính từ ngắn. Vậy đáp án của câu sẽ là That was the funniest thing to do. Tương tự như vậy với từ pretty là tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc là y dài. Vậy chúng ta cũng sẽ sử dụng so sánh hơn nhất của tính từ ngắn. Câu này cô có đáp án như sau. Susie is the prettiest of the four girls. Câu số 3. Đây là so sánh của tính từ dạng đặc biệt. Vậy chúng ta sẽ chọn best. This a really good school is one of the best schools in the Northwest. Câu số 4. Từ popular, đây là một tính từ có 3 âm tiết. Vậy đây là tính từ dài. Chúng ta sẽ sử dụng most vào trước tính từ. Chúng ta có đáp án như sau. What is the most popular sport in your country? Câu số 5. Daily search, đây cũng là một tính từ dài. Vậy so sánh hơn nhất, của tính từ delicious sẽ là most delicious. That was one of the most delicious I have ever eaten. Câu số 6. Boring là tính từ hai âm tiết. Chúng ta sẽ sử dụng công thức với most boring. I think that he is one of the most boring people. Và bây giờ, để áp dụng các kiến thức về so sánh của tính từ và trạng từ, chúng ta cùng nhau làm cho cô các dạng bài tập sau. The first exercise 1. Give the correct form of the word. Để làm được bài tập, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào cho cô các tính từ cô giáo cho sẵn trong ngoặc để chúng ta phân biệt đâu là tính từ ngắn, trạng từ ngắn, đâu là tính từ dài, trạng từ dài và đâu là câu so sánh hơn, so sánh ngang bằng hoặc so sánh hơn nhất. Chúng ta cùng nhìn vào câu 1. He is clever, student in my group. Chúng ta có thể nhìn thấy một cụm từ, đó là in my group. Chúng ta cùng nhìn vào. Đây là câu so sánh hơn nhất với tính từ clever. Clever là tính từ có hai âm tiết, nhưng tận cùng là đuôi E và R. Er. Vậy chúng ta sẽ áp dụng so sánh hơn nhất của tính từ ngắn để hoàn thành câu số 1. Cô có đáp án như sau. He is the cleverest student in my group. Ở câu số 2, các em nhìn vào cho cô từ gian. Đây là câu so sánh hơn và tính từ long ở trong ngoặc là tính từ ngắn. Vậy chúng ta sẽ có đáp án như sau. She can stay longer than 30 minutes. Câu số 3 với tính từ popular. Đây là tính từ dài. Và với cụm từ in my country. Vậy cô giáo sẽ sử dụng so sánh hơn nhất của tính từ dài, cô có đáp án như sau. Mỹ Tâm, i e one of the most popular singer in my country. Câu số 4. Với từ up all. Và từ fast, đây là một trạng từ ngắn. Vậy chúng ta sẽ có đáp án. He runs the fastest of all. Câu số 5. Với tính từ expensive là tính từ dài và với từ gian chúng ta sẽ sử dụng more expensive. The red shirt is better but is more expensive than the white one. Câu số 6. Với từ quick, đây là một tính từ, nhưng đi với động từ là finish, chúng ta sẽ phải chuyển sang là trạng từ, thành quickly. Và với từ gian, chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn của trạng từ. Cô có đáp án như sau. I will try to finish the job more quickly, gian lòng. Câu số 7, với từ dangerous là một tính từ, và từ gian ở trong câu. Đây chính là so sánh hơn của tính từ dài. Câu này sẽ thành Being a firefighter fight is more dangerous than being a builder. Câu số 8 Với tính từ sweet, đi với động từ xỉnh sẽ được đổi thành trạng từ và với từ gian trong câu. Câu này cô giáo sử dụng so sánh hơn của trạng từ. Đó chính là lan sings more sweetly than hoa. Câu số 9. Với cụm từ i've ever seen và với tính từ exciting. Đây là tính từ dài, cô giáo sẽ có đáp án như sau. It is the most exciting film i've ever seen. Câu cuối cùng với từ close là tính từ ngắn. Vậy, sử dụng so sánh hơn nhất của tính từ ngắn, cô giáo sẽ có đáp án như sau. Which planet is the closest to the sun? Chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tập thứ hai. Rewrite the sentence with the given words. Ở dạng bài tập này chúng ta sẽ phải dựa vào ngữ cảnh để viết lại câu ở dạng so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Chúng ta cùng nhìn vào câu số 1. This is the first time I have ever, ever met such a pretty girl. Ở câu này với tính từ pretty là tính từ hai âm tiết và kết thúc bằng y dài. Cô giáo sẽ sử dụng dạng so sánh hơn nhất để viết lại. Cô có đáp án như sau. She is the prettiest girl I have ever, ever met. Câu số 2. No one in my group is more intelligent than Mary. Câu gợi ý là câu viết ở dạng so sánh hơn của tính từ dài intelligent. Viết lại, cô giáo sẽ sử dụng dạng hơn nhất của tính từ intelligent. Cô giáo sẽ viết lại câu này như sau. Mary is the most intelligent in my group. Câu số 3. Mount Everest is the highest mountain in the world. Đây là câu được viết ở dạng so sánh hơn nhất với tính từ highest. Bây giờ cô giáo sẽ sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ ngắn. Cô giáo sẽ viết lại được câu như sau. No mountain in the world E higher than Mount Everest. Câu số 4 According to me, English is e easier than math. Ở từ viết lại, với từ math, cô giáo sẽ sử dụng dạng so sánh không ngang bằng của tính từ. Cô viết lại được câu này như sau. According to me, math isn't so or as easy as English ở câu 5, chúng ta sẽ sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ delicious để viết lại câu này như sau. I've never tasted a more delicious cake than this one. Câu số 6. I've never met any more dependable person than George. Vậy viết lại câu này, cô giáo sẽ sử dụng dạng so sánh hơn nhất của tính từ dependable. Cô sẽ viết lại được như sau. George is the most dependable person I've ever met. Ở câu số 7, viết lại dạng so sánh không ngang bằng với tính từ kind-hearted. Cô giáo sẽ sử dụng so sánh hơn để viết lại câu như sau. Your mother is more kind-hearted than anyone. Riêng câu 7, cô giáo cũng có thể sử dụng dạng so sánh hơn nhất để viết lại câu. Câu số 8. There is no better teacher in this school than Mr. John. Từ dạng so sánh hơn của tính từ đặc biệt, cô giáo sẽ sử dụng dạng so sánh hơn nhất của tính từ. Câu này cô sẽ viết lại như sau. Mr. John is the best teacher in this school. Vậy là Chúng ta vừa ôn lại các dạng bài tập của so sánh hơn, so sánh ngang bằng và so sánh hơn nhất của tính từ và trạng từ. Sau đây chúng ta sẽ chép bài tập về nhà. Ok, now, give the correct form of the word. The first, the movie was in cheating than the one on TV. The second, we forgot little time than I thought. The third, this search is too small, I need a lax one. The fourth, Lan E clever and pretty Zan Lian. The fifth, in my class, Nam speaks English fluently. The sixth, this was the big farm I've ever visited. The seventh, who between the two workers is a good, and the last, it is the of the two cars. buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết cô xin chào và hẹn gặp lại các em ok goodbye and see you again